thấy cái này sao bạn? Khủng luôn. Từ cái gốc nó lên khoảng chắc cái gan bạn ơi. Tấc hai tấc gì à? Nè. Còn cái tàn nữa nè. Dễ gì có cây mai vậy nha bạn. Độc nhất miền Tây. Không thể chê vào đâu được. Em lại gần qua cho bạn xem chi tiết luôn cho bạn anh em nào thắc mắc đó. Khiếp chưa, nhánh nó lên nè, chia ra coi 1 2 3 4 7 nhánh.